迷宮，看着时间失控，光与影再不相逢，尽化做期望，仍然放纵，浮世任我掌控。谁人能像我不断为梦幻喝彩，如此刻始终相信有希望存在，让我抱紧感觉。 就算看不见将来，隔两个空间都可以相爱。谁人又像我执着梦幻没变改，而此刻始终相信最好是期待，用半生精彩来埋没感慨，横渡那星海。 Đồng hồ này tôi tặng cho cô làm kỷ niệm, đừng có nhớ tới tôi nữa. Cô cháu, con gái tài mẹ của chúng tôi, khi mẹ yêu thích một người sẽ bỏ ngải tâm trên mình của người đó, nếu người đó phản bội thì trở cơ mà chết. Khi anh dặn mạnh tới quản ty lập tức liên lạc cho em liền. Ông Bạch, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan tới 10 triệu hung sát, bây giờ chính thức câu lưu không? Quỳnh Đường. Dạ. Bạn báo cáo đó đâu? Báo cáo gì? Làm gì đi sếp. Nè, cô Bạch, cô dẫn người đến đây cũng vô dụng thôi. Hôm qua Lão Cường đã nói rõ ràng với tôi rồi. Bạch Kỳ chỉ là trọng phạm, không có mệnh lệnh của cấp trên thì bất cứ ai cũng không được bảo lãnh. Nè Thiết Đảng, ngồi xuống trước đi. Ngồi xuống. Không cần phải từ chối chúng tôi mau như vậy. Dù sao cũng là bạn học bạn già lâu năm đó mà. Thông cảm chút được không? Anh hãy dẹp đi. Con người của tôi lâu nay chí công vô tư mà. Đâu cần phải ăn nói nghiêm trọng như vậy. Vấn đề đâu phải là bắt anh thả Bạch Kỳ Dĩ. Chúng tôi chỉ là muốn gặp mặt ảnh thôi. Tôi lấy nhân cách bảo đảm không có chuyện gì đâu. Chỉ chứ là nhân cách của anh không đáng giá. Được, không nói chuyện nhân cách với anh nữa. Nói tên người nha. Lần trước ở tiệm cầm đồ anh bị người ta đánh lén. Nếu như mà không có tôi thì anh đã vô nhà thương nằm rồi. Phải, lần trước tôi thì là mang ơn của anh. Vậy được rồi, anh nói như vậy là đã thừa nhận. Đàn ông đại trượng phu đội trời đạp đất, cái ơn này nhất định phải trả rồi phải không đây? Thiết Đảng à, anh thiệt nên làm toàn bộ đó, cẩn thận như vậy xét mình chúng tôi trước. Phải cẩn thận một chút là hơn. Nói thiệt tôi không có tin anh lắm. Yên tâm đi, chúng tôi không cướp ngục đâu. Mở cửa. Anh ơi. Anh ơi. Tôi Tú. Về từ Liên. Không sao chứ? Không sao. Không sao? Nóng như vậy mà còn nói là không sao. Anh thiệt giỏi chịu đựng ha. Phải. Đứng yên. Về Tư Lý, cái lực bị ổi. Sếp, chuyện gì? Thiết Đảng, Thiết xin lỗi nha. Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Biểu buồn họ tránh ra. Kêu họ tránh ra. Sếp, anh đừng có ép tôi. Các người tránh ra. Đi. Đừng có chạy nha. Đừng chạy. Đứng lại. Các người đừng chạy, nếu không là giết ngay. Các người tin tôi đi, tôi thật sự không có giết người, là tôi bị người ta hại. Bị người ta hãm hại. Nếu như không giết người cần gì bỏ trốn chứ. Anh tôi đã bị trúng ngợi, nếu không có tới quản tay đi giải độc anh sẽ bị chết ngay. Cho chúng tôi cơ hội đi,
để chúng tôi tới trại Miêu giải độc cho anh xong rồi chúng tôi về tự thú. Tôi đã làm phòng tổng bộ mấy chục năm rồi, anh chỉ cái cớ này thì là mới mẻ lắm chứ. Về tư lý anh thì không thoát đâu, bây giờ rút tay vẫn còn kịp, nếu không tôi làm sẽ bị hối hận. Thì xin lỗi Tiết Đạn, anh đúng là vì tình bố bạn. Thằng đàn ông nào cũng vì tình bố bạn hết đồ ngu. Ông vẫn không có thả chúng tôi, đừng trách chúng tôi không lấy tay. Các người hãy bỏ mặt tôi, quan trọng đừng để cho họ tẩu thoát. Nè, chúng tôi làm phòng tuần bộ đã sẵn sàng hy sinh quang vinh rồi. Các người lập tức đầu hàng đi nha, nếu như không tôi hạ lệnh nổ súng đó. Các người còn ngoan cố như vậy hả? Được, 1, 2, 3 nổ súng. Xảy ra chuyện gì hả? Ông tổng, sếp hai. Được, mày không bắn thì để tao. Khoan nữa. Bạch lão đại, như vậy là ý gì đây? Kiên, dẫn Kiên dĩ trước đi, chỗ này giao cho tôi. Dạ, lão đại. Các người theo tôi. Ba, yên tâm đi, ba biết xử lý mà. Đi đi. Thiết Đạn, chuyện tới nước này tôi ngoài việc nói con xin lỗi ra, tôi không biết con có thể nói gì thêm. Anh còn có gì để nói? Tôi với anh là bạn 20 mấy năm, anh vì một người con gái bán rẻ tôi, anh mạo hiểm lớn như vậy có đáng hay sao? Đáng chứ. Nếu tôi chọn lại tôi cũng làm như vậy. Tôi đã nợ của anh một lần, tôi nhất định trả lại cho anh. Bạch lão đại, đi đi. Bạch lão đại, ông làm như vậy còn có luật pháp hay sao? Tôi không để phòng tuần bộ của các người khó xử đâu. Cầm đi. Chuyện này là do một tay tôi sắp đặt. Hơn nữa, tôi là cha của Bạch Kỳ Dĩ. Các người đừng quên rằng, các người không bắt tôi về thì làm sao ăn nói với người Nhật Bổn đây? Rốt cuộc đã tới rồi hả? Tôi sợ các người sẽ không kịp đó. Sao hả anh Lý, đã xong chưa? Có máy bay rồi, nhưng không có phi công. Hả? Ừ, không có phi công, vậy lấy máy bay làm gì? Tôi biết lái máy bay. Cô biết lái thì sao? Lúc ở bên Đức, tôi có thi bằng lái máy bay, không biết có được không? Cả nước Đức cũng phát bằng lái cho cô. Tôi nghĩ trên đời này không có máy bay gì mà cô không thể lái rồi. Ê, anh không thể lên được. Tại sao? Không đủ chỗ, chỉ có 3 chỗ thôi. Đâu có phải còn chỗ mà. Tôi không phải nói chỗ này là máy bay đó. Hả? Vậy làm sao? Vì tư lý, tôi với anh Hai đi được rồi. Lần này thiệt làm phiền tới anh. Không có gì. Còn cách khác mà. Thôi được rồi, cô đi được chưa? Tôi sắp sang chỗ này đi được rồi, chờ chút. Cô cần giúp không? Khỏi. Tiểu Quách, về tư lý. Hèn chi điện thoại gọi hoài không được, thì ra là gác lại. Tiểu Quách à, lập tức cuốn gói về nhà. Ông chủ, ông làm gì đây? Tiểu Quách không đi uống nước cho ông thôi, vậy lòng đồ khai trừ người ta sao? Không phải, nói lộn thôi. Về nhà lấy đồ, chúng ta lập tức đi Quảng Tây. Quảng Tây? Phải, tôi đã coi lại. Chuyến xe lửa cuối cùng, 1:30 nữa sẽ rời khỏi sân ga. 1 tiếng đồng hồ sau chúng ta gặp nhau ở sân ga. Ừ. Tiểu Quách à, không có được đâu. Tôi đã mua vé tối nay đi coi hát mà, dài đi với tôi chứ. Thiện à, làm việc đàng hoàng quan trọng hơn. Cùng lắm khi trở về tôi cho hai người nghỉ 1 tháng để mà coi xin đây cho đỡ. Mời lên. Không được đông chủ à. Tiểu Quách, tôi xếp hàng nửa ngày mới mua được vé đó nè. Không biết lão đại có thích nghi hay không. Yên tâm đi anh Hai, lão đại dù sao cũng là đầu rồng của Thanh Bang mà, ai mà không biết. Phòng tuần bộ không dám làm mẫu đâu. Mong là vậy. Nè hai người, tôi vô đi, tôi còn đi lấy đồ. Lão đại. Ê, lão đại. Anh hai sao người rồi? Đã tới hả? Lão đại, người của phòng tuần bộ có ngược đãi ông không? Có tra tấn ông hay không? Ê nè nè nè,
Anh coi phòng tôi bộ chúng tôi là người giả mang hả? Dụng hình trà tấn. Có chuyện gì mà ông vô đây? Tôi phụ trách ở chỗ này, có chỗ nào đi không được chứ? À, Bạch Lão Đại, có chai rượu đỏ nè. Ờ, cảm ơn. Mấy hôm nay anh cần cái gì cứ việc lên tiếng đi ha. Chúng tôi ở đây đã lâu không tiếp đãi quý khách giống như là anh rồi. Có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo xin thông cảm giùm nha. À, không quấy rầy các người nói chuyện nữa. Cái dáng này tôi đã bị thua rồi, ngày mai đánh tiếp đi. Nhớ ngày mai đó. Được, xin chào. Chào. Lão Đại, yên tâm đi. Tuy là chỗ này không có tốt bằng ở nhà, nhưng mà mỗi ngày đều có người tới đánh cờ uống rượu với tôi và trò chuyện, cũng khá lắm. À, vậy coi như là nghỉ ngơi nha. Phải rồi, từ nay chuyện của ban hội và các mối làm ăn của Đại Thượng Hải cứ do anh em chúng tôi làm hết cho. Chuyện này tôi không có lo lắng qua. Chỉ quan tâm là không biết Kỳ Dĩ tới Trại Miêu có kịp hay không thôi. Anh cứ yên tâm, Kỳ Dĩ đã mất tích bấy lâu mà anh vẫn đoàn tụ được, nhất định là có phước mà. Cũng mong được như vậy. Hay, 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 hay lắm, hay lắm. Thế như lúc nãy anh nói, thì bây giờ Thanh Bang đã do anh em có hai người chủ trì đại cuộc à? Dĩ nhiên rồi. Bạch Kỳ Dĩ đã trở về Miêu Trại, không biết còn mạng để trở về đây không. Bây giờ Bạch Lão Đại thì bị nhốt trong phòng tuần bộ, cho nên Ban Thanh không giao cho chúng tôi nắm. Giao cho ai nắm đây hả? Nói còn đúng. Nhưng mà Tống Kiên dù sao cũng là anh của anh. Hơn nữa, lâu nay anh trung thành với Bạch Lão Đại, đối với chúng ta dù sao cũng là một chướng ngại. Thì phải rồi, tôi không biết anh hai nghĩ cái gì nữa. Nhìn thấy Bạch Lão Đại thì không dám hó hé nữa lời. Đợi khi nào có cơ hội, chừng đó tôi nhất định cho ông biết tay của tôi. Cơ hội sẽ có, nhưng không biết anh nắm vững hay không. Ý của anh là dù sao đi nữa cũng là hai anh em mà. Thật ra thì anh phải hiểu rõ ràng nhược điểm của anh hai em chứ. Nhược điểm của anh hai tôi là mười mấy năm trước không thể của anh đã bị xe cán chết, cho tới bây giờ anh vẫn lẻ loi một mình. Không biết tại sao anh cứ sống như vậy. Chắc là chưa kiếm được cô gái nào hợp ý. Đơn giản như vậy à? Nếu mà thật sự anh cần một người con gái thì hãy cho anh một cô đi. Như vậy phải nhanh lên, sớm chừng nào hay chừng đó, đừng có kéo dài thời gian. Anh có thèm mấy con nhỏ như vậy, đời này anh cũng là nô lệ của vợ của con mà. Như vậy tới chừng đó thì Thượng Hải sẽ là thiên hạ của một mình anh. Không phải, là thiên hạ của Sơn Cẩu tiên sinh và Tống Phú này là hai người. Tốt, cạn ly. Cạn. Có chuyện gì? Báo cáo Sơn Cẩu tiên sinh, chúng ta vừa bắt được tin dùng Trường Sa trời Nam, bây giờ đang trời bão. Chúng ta có một mớ hàng, e rằng không tới Thượng Hải kịp thời. Thế là tức quá đi. Trận bão này sớm không tới muộn không tới, nhằm lúc này kéo tới. Sơn Cẩu tiên sinh, coi bộ ông trời ông cũng giúp mình đó. Anh nói cái gì? Hồ Nam muốn đi Quảng Tây thì phải bay ngang chỗ này. Bây giờ Hồ Nam thì đang bị trời bão, e là Bạch Kỳ Dĩ có thể né được trận bão này, nhưng khi về tới Trại Miêu nhất định là không thể đúng kỳ hạn. Nghe anh nói như vậy thì lần này Bạch Kỳ Dĩ chết chắc hả? Quả như là một tin mừng. Được, chúng ta cạn ly, giữ chút trận bão này càng lớn càng hay. Cạn, cạn ly. Chú Tố, anh Mạnh, hai người không sao chứ? Anh hai, em không sao. Tôi không sao. Tú, anh có sao không? Anh không sao. Anh Mạnh, từng tuổi này lần đầu tiên đi máy bay mới bị hư như vậy. Mấy trò chơi của bọn tay viên không tin đâu, lần sau không dám đi nữa. Không mất mấy tiền máy bay, nếu trời không có bão chúng ta sẽ không bị gì. Cũng may là của em, nếu không đã chết hết rồi.
Đừng có nói thêm nữa, hãy kiếm đường rời khỏi đi. Dạ. Anh Hơi, anh có sao hay không vậy? Anh Hơi, anh Hơi ạ, sao lại như vậy? Anh Hơi, tại sao lại như vậy chứ? Anh Cây, vết thương này là ai cắn vậy? Anh Hơi, anh thấy sao? Ba Châu. Nếu mà tôi đoán không sai, lúc ba Châu cắn anh đã bỏ ngày tâm rồi. Tại vì 3 tháng kỳ hạn sắp tới, cho nên anh ngại đôi lúc sẽ bị trở cương. Và quý nhắc nhở anh là phải nhớ kỳ hạn. Nếu như không thì anh sẽ bị trở cương mà chết, chứ còn ba Châu cũng sẽ bị luôn. Yên tâm đi, bất cứ như nào tôi cũng nhất định trở về đúng kỳ hạn. Tôi Tố, tiếp quản tài duy nhất chỉ có chuyến này hả? Em đã qua rồi, cả ngày chỉ có chuyến này. Phải đi xe nữa à? Có an toàn hay không? Tôi không biết, vì muốn gặp ba Châu, tôi phải thử. Anh Hai. Phòng nào cũng có người, chúng ta kiếm không ra phòng ngủ cho nên không thể nghỉ ngơi. Hay là mình ra phía trước coi thử coi. Anh Hơi, anh Hơi ạ, à? Anh cứ sao vậy? Nhất định dẫn thân rồi. Anh Hơi, tại sao lại như vậy? Anh Hơi ạ, à? Anh Hơi, dạ. Cái người lại vậy? Anh Hơi của tôi không khỏe, xin lỗi nha. Bỏ mặt cái người lại ra ngoài đi, ra ngoài, ra ngoài. Xin lỗi đó quý vị, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ra ngoài. Phòng này không có người. Đi vô đi. Anh thấy sao hả? Sao vết thương của anh bị mất tim? Không thể nào. Ngay đập của anh còn một ngày một đêm nữa là trở cương. Vết thương thì càng ngày càng lớn, đâu có thể mất tiêu gì được. Nhưng nhịp mạch của anh lại bình thường. Ai đó? Cho cô vé. À, cô ở đây nè. Cảm ơn nhiều. Sao lại như vậy? Tôi bỏ ngay bịt mắt trên mình của anh. Ba Châu, ba Châu, anh nhất định trở về gặp em. Anh không thể để anh bị gì đâu. Thì tôi biết chuyến xe lửa này nhanh nhất là hoàng hôn ngày mai mới tới Quảng Tây. Tôi sợ là sáng ngày mốt cũng chưa chắc gì kịp trải miên. Tôi chỉ biết là ngày mốt trước gà gáy mà anh coi vẫn không nhìn thấy ba Châu thì hai người đều sẽ chết. Tiểu Quách à, mau đi hỏi coi chuyến xe lửa chừng nào rời bến. Hả? Lại đi hỏi? Phải. Vậy Tư Lý à, đã từ tối hôm qua hỏi tới sáng nay rồi, họ biểu cứ nghe loan báo đi, không có trả lời tôi. Sao lại ngồi như vậy gặp trời bão? Không biết máy bay của Tô Tô có bị gì không đi? Các vị du khách xin chú ý, chặng đường rầy từ Võ Hán tới Trường Sa vì bị đồi đất tràn xuống đường rầy bị tổn hao nghiêm trọng, bây giờ đang tu sửa lại, cho nên tất cả những chuyến xe từ Thượng Hải đi xuống miền Nam bị bãi bỏ cho tới khi có thông báo mới. Bị bãi bỏ hết làm sao đi Quảng Tây? Vậy Tư Lý à, đây là thiên tai đó mà, hết cách thôi, đi về nhà đi. Không thể về đâu ạ, chắc chắn là có cách khác. Với tốc độ này chừng nào tới Quảng Tây chứ vậy Tư Lý? Anh biết thì được rồi. Tôi nghĩ nhất định là có cách thôi. Anh cũng không nên nghĩ ra cái cách này chứ. Mình đi bộ còn mau hơn đó. Tôi cũng biết đó mà, vội vã như vậy có cách nào hơn chứ. Lại ngưng nữa kìa. Mau xuống xe. Quay, nó có 4 cái chân, dù sao nó hơn tôi 2 cái chân mà. Chúng ta đi bằng 4 cái chân, trừ phi là nó biết chạy. Để tôi thử nha. Anh bò giúp đỡ giùm đi.
lần này còn nhờ mày đó. Nè, phải cho vậy tôi lý biết tay. Chạy mau chút đi, tôi đếm 1, 2, 3 là bắt đầu chạy đó nha. 1, 2, 3 1, 2, 3, chạy. Mày đừng có sợ, mày chạy đi. Quay, tôi nhờ mày đó nha, mày chạy đi mau có được không? Mày thì có biết chạy hả? Ê, về nói sớm với tao đi. Quay, quay về cho lý. Quay, mày tự về nhà đi. Phủ à, bộ đồ của anh vẫn còn tốt lành mà, cần gì mai cái mới phí tiền. Anh Kiên à, tạm thời bây giờ anh thấy Bạch Lão Đại quản lý về nghiệp vụ của ổng. Ê, à, mai thêm mấy bộ đồ để mặc, không để mất mặt của Bạch Lão Đại thôi mà. Có thiệt không? Sao lại không? Bây giờ Thượng Hải ai nấy cũng đều trọng bộ đồ rồi mới trọng người. Anh tin em đi, thủ công của tiệm này hả? Tụi nó mai hoàn hảo lắm. Khi mà anh mặc lên rồi, bảo đảm trẻ lại 20 tuổi. Thiệt à? Ừ, đi đi. Là chỗ này nè, vô đi, vô đi. Ê, vô đây. Chào bà chủ. Hôm nay ngọn gió nào tụi Tống Thiên Sinh tới đây? À, bữa nay tôi cố tình giới thiệu anh hai của tôi tới đây để mai đồ. À, để tôi giới thiệu. À, đây là anh tôi, Tống Kiên. Vị này là bà chủ của tiệm này. Tôi họ Dư, chào Tống Tiên Sinh. Chào cô. Anh Mạnh, trạm xe này còn ngừng bao lâu? Tôi thiệt là lần đầu tiên đi xe lửa đó. Anh hai, anh yên tâm, nhất định sẽ kịp. Cái người lúc sáng đã gặp kìa. Người đâu? Hồi sáng khi em bị chở cương, anh đã xong cho mình của ổng. Không phải là Giả Ngọc Trân hay sao? Ủa, Lưu Công Công vẫn nhận ra được tôi à? Mấy lâu không gặp rồi, sao hả? Sao trở thành trẻ như vậy? Đầu tóc giả? Đơn giản thôi, đều nhờ công lao của thuốc tiên. Với lại bí quyết chứa ở trong cái tấm bình phong ngọc. Bình phong ngọc sao ở bên anh vậy? Anh hai của tôi đâu? Yên tâm đi, anh hai của anh không sao. Anh hai của anh đã nhận được một mớ tiền lớn của tôi rồi, bán bình phong ngọc cho tôi. Anh còn biểu tôi tới quán Tây kiếm anh. Nếu như anh chịu bán cái miếng ngọc trong tay của anh á, thì anh cũng có thể như anh hai của anh, kiếp này khỏi bị nghèo nữa. Nói láo. Anh em của chúng tôi đã có từng thề là bất cứ giá nào hai món bảo vật này cũng không bán cho người Nhật đâu. Anh là người Hán gia. Thời buổi xoay dần, lòng người khó đọ. Bây giờ con ruột á cũng không có thân bằng đồng tiền ở trong túi nữa. Sao đây, đòi bao nhiêu tiền mà chịu bán miếng ngọc cho tôi? Anh đừng có hòng, cho dù đập bể nó thì tôi cũng nhất định không có bán cho cái tình Hán gian này đâu. Không bán. Làm như vậy đáng chị chứ? Anh em hai người bỏ bao nhiêu công sức với thời gian cũng kiếm không ra bí mật của bình phong ngọc với lại miếng ngọc đâu mà. Đủ chứng minh hai người không có tiền duyên với bảo vật. Có giữ ở trong tay cũng là lãng phí thôi. Nhưng mà tôi lại khác. Anh cũng thấy rồi đó mà, tôi còn nửa người thần tiên. Chỉ cần anh chịu toại nguyện cho tôi, anh sẽ được một mớ tiền thiệt lớn. Có lợi một công hai chuyện, sao lại không bán? Anh đừng có hòng. Bất cứ giá nào tôi cũng không có bán cho tình Hán vàng bán nước này đâu. Đừng chạy. Muốn sao đây? Tôi không quên nói với anh,
anh hai của anh còn trong tay của tôi. Anh không lấy tiền cũng không muốn anh hai của anh bị gì chứ. Tiểu Quách à, Tiểu Quách, chuyện gì mệt rồi hả? Anh còn nói, anh nói không lâu thì có thể đi xe lửa mà. Ai dè đi xe ngựa lại đi xe bò, đi hết xe bò đi xe la, khi cái mông bị nát hết rồi mới tới Thiền Quang. Không bắt anh đi bộ tới Quảng Tây là may mắn lắm rồi, còn tí đi. Ê, đói bụng quá rồi, ăn chút đồ rồi mới đi tiếp đi. Thì qua bển coi. Đi mau. Tiểu Quách à, anh ăn kiểu này chỉ có hai kết quả thôi. Một là bị khó tiêu, hai là bị nghẹt chết. Ừ, anh không lo hả? Ừ. Chuyện gì? Đây, cái kẻ lần trước giả mạo anh hai của Lưu Tinh tới tìm cầm đồ chuộc lại cái bình phong ngọc. Người trẻ hay là người già? Người trẻ. Đâu có thể nào, lần trước anh nói chúng còn đâu thể vậy, cho nên mới kỳ lạ. Đi. Bí ngọc để đâu? Ở trong hộp tủ. Lấy ra mau đi. Từ từ nha, đừng có giở trò. Tôi giống như miếng thịt ở trên thớt rồi, còn giở trò gì nữa. Biết vậy là được rồi. Còn mắc mớ tới tôi. Anh là anh ép tôi. Tại sao như vậy? Tôi đã nói với anh rồi mà, tôi đã là nửa người thần tiên, tại sao lại bị chết được? Đừng có bước tới đây. Anh thì không biết điều, để tôi đưa anh về trời, đi gặp anh hai tiêu đời của anh. Anh giết anh hai của tôi. Ngươi! Cẩn thận nha, tôi đồn tới nhà thường trước. Không cần, tôi không xong rồi. Ở dưới gầm giường có một cái hộp. Phải cái này không? Mở nó ra đi. Miếng ngọc này và cùng với bình phong ngọc của người anh sanh đôi của tôi. Nếu mà hai người kiếm được lại hai miếng bảo vật này thì thấu hiểu được quyền cơ và thấu hiểu được thần tiên cải lão hoàng động. Anh phải bảo trọng tốt cho nó, đừng để lọt vào trong tay của Giả Ngọc Trân, cái kẻ giết tôi thì sẽ lọt vào trong tay của người Nhật Bổn thôi. Làm ơn đi nhanh một chút đi, nếu không sẽ không kịp đó. Ý dạ, anh lo hết chỗ thôi chứ. Cái miếng ngọc này không được bóng loáng, không được trong suốt. Có phải phỉ thúy không đây có gì đặc biệt hả? Thì phải. Đúng rồi, ẩn giả của Nhật Bổn với Giả Ngọc Trân gì nó mà đánh với nhau? Thật ra nó có lực lượng thần kỳ gì đây? Thì phải. Không biết bây giờ Bạch Tố thế nào. Khi tới Quảng Tây cũng nhìn thấy tôi, không biết có mừng tới nổi hung tôi một miếng không đi. Thì phải. Nè, anh đừng có trả lời phải có được không hả? Ừ.
đã nằm ngủ rồi mà vẫn có thể trả lời hay sao? Thì phải. Cái thằng tiểu quách này ban ngày cũng ngủ được ngon như vậy. Bớ người ta về tôi liếc. Cứu mạng. Chuyện gì? Cứu mạng đi. Cứu mạng. Về tôi lấy. Ê, về tôi lấy. Mở giúp tay đi. Tại sao anh không giữ lời? Anh không trở về kiếm em. Vô lương tâm. Cháu tin rồi chứ gì? Trước đó có bị đàn ông gạt, sau đó là ba chi. Bây giờ tới phiên cháu. Có lẽ mấy việc này là do trời định. Có chuyện. Cảm ơn anh. Đừng đá thêm nữa, không kịp đó.
Rốt cuộc đi gì đến như vậy? Anh hai, anh đi kiếm bà Châu trước đi. Tất cả đều là ý trời. Anh hai! Bà Châu! Bà Châu! Anh Mạnh, anh có nói là khi gà gái, anh hai có thể bị trở cơn. Tại sao? Không thể nào. Anh hai, kiếm ra bà Châu rồi hả? Thiệt là anh đã về tới. Cô ba, bà Châu đã đi đâu rồi? Cô ba, có phải cô biết bà Châu đang ở đâu không? Cho tôi biết đi, tôi đi kiếm cổ. Anh về tới thì thế nào? Anh rõ ràng đã hứa với bà Châu trong 3 tháng phải về kiếm nó. Anh đã về trễ, nghĩa là anh không có tín dụng. Anh thì không khác gì với những người đàn ông khác, vẫn vô lương tâm. Anh cũng giống như người đàn ông của tôi. Ba Châu nó thì cũng như tôi, thì nó cũng phải vào cấm địa để chờ chết. Anh Kỳ, từ xưa tới giờ những người mà đi vào cấm địa thì không có mặt trở ra. Tôi phải chết chung với cổ. Anh Kỳ! Anh hai! Bạch cô nương! Theo truyền thuyết của Tại Miêu, thông qua luôn hàng rào cấm này thì là cấm địa của Tại Miêu. Người nào đi vào cấm địa đều phải chết. Tiểu Tổ, đừng đi chung với anh. Anh hai, em đẹp của anh. Em nhìn thấy anh hai của mình và chị dâu tương lai có chuyện, không lẽ con tay đứng nhìn? Anh hiểu được tâm ý của em, nhưng vì sao một người có chuyện còn hơn là hai người? Lỡ nhanh có bị gì, ai lo cho ba đi? Anh hai, sao lại lãi nhãi như vậy? Huống chi em vốn không tin ở trên đời lại có độc tố gì. Anh Kỳ, anh Kỳ, đừng có đi vô, nguy hiểm lắm. Đừng có đi vô, trở ra đi. Anh hai, sao nói chỗ này là cấm địa của Trại Miêu? Anh cũng không biết, chỉ nghe ba Châu nhắc tới những truyền thuyết nói về cấm địa này. Ông nội đã từng nói với em, ở thời xưa thật xưa, một hôm có một con rồng lửa từ trên trời bay xuống và đâm vào ngọn núi bên kia. Lúc đó tộc trưởng của Trại Miêu đã phái một đám binh sĩ lên núi để dò thám coi có chuyện gì. Kết quả họ dò thám thế nào? Dũng sĩ lên núi xong, kết quả đã không có ai trở về, không một người nào quay lại. Rồi sau đó? Rồi sau đó qua khoảng một thời gian thật dài, tộc trưởng kế nhiệm lại phái cho một đám binh sĩ lên núi điều tra. Rồi cuối cùng cũng không có ai trở xuống. Sao kỳ lạ vậy? Rồi trong lúc tộc dân đang bàn thảo xem có nên phái những sĩ lên đó nữa hay không, đột nhiên long trời lở đất, gió mây đổi sắc, sơn thần hiện lên cảnh cáo tộc dân từ nay đừng có lên núi để mà quấy nhiễu sơn thần nữa, nếu không thì sẽ có thiên tai giáng xuống đầu của Trại Miêu. Anh hiểu rồi. Cho nên tổ tiên các người đã coi chỗ này là cấm địa và ngăn chặn không cho lên núi. Nghe nói trên núi có một cái hang động thiệt là lớn, vì có truyền thuyết này cho nên tộc dân đã gọi động này là động Quả Long. Thì ra có một truyền thuyết như vậy, hèn chi anh Mạnh cản trở mình. Cho dù truyền thuyết là thật, được chết chung với người mình yêu, anh cũng chết đi cũng không thẹn. Anh đừng có quá bi quan, em nghĩ là chúng ta chưa chắc đã bị cái gì, ngại độc trên mình anh vẫn chưa có trở cơn. Em nói đúng, cho nên anh tin là anh có thể cứu được ba Châu. Thiệt là hỗn láo, tại sao mày không cấm tụi nó để tụi nó đi vào cấm địa vậy? Cũng tại tôi vô dụng, xin kinh bản lão cha trách phạt. Phạt mày? Nếu như phạt mày mà có thể có lại tất cả những người ở trong Trại Miêu này á. Ý trời, thiệt là ý trời. Cô nói cái gì ý trời?
Ba Châu thiệt may mắn đã cho nó kiếm được một người đàn ông tốt, đã biết chắc chắn là chết mà vẫn đi vào cấm địa để cứu nó. Thằng cây rõ ràng đã bị trúng tâm ngải mà, tới bây giờ vẫn chưa bị chết. Nói không chừng đó là sự an bài của ông trời, họ thiệt không đáng chết. Vậy tôi Lý à, nghỉ một lát đi, mệt quá. Anh làm gì đây, đi một hồi thôi đã nghỉ tới mười mấy lần, đi kiểu này cả năm vẫn chưa có tới trại miêu. Anh còn nói hả? Người ta nói triều đình không dùng binh đói đó mà. Hồi sáng tới giờ tôi chỉ ăn được con cái bánh bao thôi, không bị mệt chết, không bị đói chết đó. Tưởng tôi là Giả Ngọc Trân hả? Mười mấy tầng lầu nhảy xuống cũng không bị chết. Nói trở lại nha, Giả Ngọc Trân đó có phải người không đây? Bị té từ trên cao xuống mà vẫn có thể đứng dậy chạy mất. Chuyện mà cả về tôi Lý cũng không giải thích, tôi lại có thể giải thích cái gì? Nói thiệt nha, trước đó Giả Ngọc Trân với ẩn giả Nhật Bổn tới tiệm cầm đồ Nhật Bình Phong Ngọc, họ rõ ràng là chung một lộ đó mà. Nhưng sao họ tàn sát với nhau trên xe lửa vậy? Hắn có lẽ đụng chạm tới người Nhật Bổn, thiệt đáng đời mà. Ai biểu đi làm tay sai cho Nhật Bổn chứ? Nhưng mà bực nhất là vì cứu cái tên Hán Giang đó, mình ra tay đánh với ẩn giả Nhật Bổn để nó thừa cơ tẩu thoát, thì là mất đạo nghĩa. Nhưng mà thì không hiểu ông trời sao không có mắt, từ trên xe lửa cao vậy nhảy xuống cũng không chết, thì là số lớn quá. Nó có số lớn hay không tôi không biết, nếu còn không đi thì anh sẽ bị mất mạng. Đi thì đi, anh là chủ mà. Đi mau. Dạ. Như là đang cầu thần. Anh Mảnh, dừng tay. Quen biết mà. Anh Mảnh, Bạch Tố có bị gì không đi? Chắc là không có gì. Anh Mảnh, bọn họ là ai? Vì này là tộc trưởng trại miêu của chúng tôi, Kinh Bản Lão Cha. Con đây là Vệ Tư Lý, người bạn ở Thần Hải của Thành Cây. Con vị này, tôi là bạn của Vệ Tư Lý, kêu là Tiểu Quách. Anh Mảnh, Bạch Tố đã xảy ra chuyện gì? Vệ tiên sinh, thằng cây và em của nó tự đi vào cấm địa của trại miêu chúng tôi. Họ đã có thể đụng chạm tới thiên thần, vậy là trại miêu chúng tôi sẽ bị tai kiếp lớn đó. Nếu như ông lo họ đụng chạm thiên thần, tại sao lại không dẫn họ về? Cấm địa đã bị thiên thần bỏ tấu, thế mà những người vào đó thì không có màn trở ra. Bây giờ là thời buổi gì mà còn tin mấy cái vụ này hả? Không được, tôi phải đi cứu họ. Vệ tiên lý, năm xưa thiên thần đã phát, nếu ai đi vào cấm địa thì sẽ giáng tội cho trại miêu chúng tôi. Anh lên núi thì sẽ hại chết người của trại miêu chúng tôi đó. Tôi bỏ mặc. Nếu như Bạch Tố có nguy hiểm, tôi bất cứ giá nào phải lên núi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.